Ở tập trước, 7 bạn trẻ đã bốc thăm để chia cặp chơi đe pong. Cặp đôi trung hậu đã có nhiều khoảnh khắc thân mật và tình cảm đã có bước phát triển mới. Ở tập này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần chơi đe pong của cặp đôi Hiếu Hà. Cái gì trên môi đối phương á? Em, chắc là anh ngồi nhé. Anh không thích ăn tương ớt à? Không, anh cứ uống đi rồi em cứ hỏi. Anh cứ uống không, đi anh thích ăn tương ớt, anh ăn anh cay. Anh thích ăn tương ớt á? Không, anh cứ nữa làm thế trên đôi môi của em. Ok, lady first. Em cứ ném thẳng vào được, không cần đập bàn đâu. À, em chưa uống đã say này. Thế là đúng bài đấy. Hãy liệt kê 5 vị trí trên cơ thể đối phương mà bạn muốn hôn, chọn 3 vị trí để hôn. Khỉu tay à? Mắt cá tay. Ngón tay. Lòng bàn tay. Bụng tay. Ok. Em chọn 3 địa điểm đấy là ngón tay, lòng bàn tay và khỉu tay. Tay đúng không? Lòng bàn tay. Quẩy tay thì cây son. Suýt. Uống rồi. Em ơi, có rất nhiều cái câu khác mà nhưng mà em ném vào cốc rượu. Chói tay, chân đối phương bằng băng dính, dùng đá trượt từ đầu xuống dưới chân. Em có chấp nhận thử thách này không? Ok. Thế là em không muốn anh uống thôi. Ok. Sớm muộn gì anh sẽ phải uống. Anh làm cái chân lên đầu đi. Chân trái chân phải? Chân nào cũng được. Anh có thể quickly được không? Tay để lấy điểm nối. Anh làm slow motion đấy. Đây. Ok. Đúng. Bây giờ chân nối chữ không? Em bắt đầu đi. Tình yêu. Úi giời, sao đây? Rượu đấy anh ơi. Thế à, anh xin lỗi. Cắn tai đối phương 15 giây. Em ok à? Anh ok. Thế thì mình... Ôi. Tai đúng không? Ok. Anh ngồi xuống, ngoan đi, con chúng mình nhắm mắt lại. 5 giây thôi, anh đếm nhá, đếm nhanh em. Anh run. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hết đầu tay anh luôn vậy ạ. Anh đếm lâu quá em ạ, đếm nhanh em. Anh đếm đúng giây mà. Không, phải đếm nhanh lên chứ. Giờ đến lượt em đúng không? Đến lượt em. Đó. Đỉnh cao. Phương nhổ lông chân bằng băng dính. Rất nhiều người muốn nhổ lông chân của anh rồi. Thôi được rồi. Đây, chân anh đây, em làm gì em làm đi. Nào, anh thẳng chân ra, anh để chân thẳng luôn đi cổ này. Đấy. Đấy, ok. Anh có thể đau quá. Ây giời, mặt tiền đấy. Ôi đời. Mặt tiền em ơi. Này nhá, để em sẽ dạy mọi người cách wash lông này. Quát theo chiều lông mọc này. Đấy. Bây giờ rổ theo chiều lông ngược này. Anh ngồi. Ơ là không ra. Mày quá. Chán. Đó. Bảo rồi, kiểu gì cho phải uống. Rượu hay bia đây anh? Rượu. Ngon. Em muốn uống lắm rồi đây này. Uống đi. Ôi. Anh mới uống cốc đầu tiên mà, uống đi. Rồi nào, ném nào, ném luôn đi cho nó vào buồng. Ơi. Ném đi cho nó vào buồng. Nước mắt rồi này.
Đó, cốc gì đấy? Lại cốc rượu nữa nhưng mà có đe. Làm đe đi còn thử. Chắc chắn là anh sẽ không uống cốc này. Cởi một món đồ trên người đối phương bằng miệng. Chắc chắn là anh sẽ không uống cốc này. Thôi. Em ơi, anh thấy có cái vòng tay, cái vòng tay cởi của mình không? Đây á? Ừ. Được. Được, ok, anh sẽ cởi vòng tay của em. Chết rồi anh ơi. Ok ok ok. Rồi. Đấy, đơn giản nhẹ nhàng mà. Nhìn thấy nó thế này. Đấy. Ok, bia thì được. Bia thì thoải mái. Uống bia với rượu nhau nó đấu nhau lắm anh ạ. Dạ. Sao bắt như thế là phạt luôn cốc nhá. Em sợ nó rơi. Đó. Mình gặp phải đối thủ cao tay quá. Liếm tương ớt trên... Cái gì trên môi đối phương á? Ủa bạn. Em... Chắc là anh uống nhá. Chắc chắn là anh sẽ không uống cốc này. Anh không thích ăn tương ớt à? Không, anh cứ uống đi rồi em cứ hỏi. Anh cứ uống đi. Không, anh thích ăn tương ớt, anh ăn tương cay. Anh thích ăn tương ớt á? Sao anh lại chọn uống? Sao anh lại chọn uống? Không, anh không đỡ làm thế trên đôi môi của em. Anh uống là đúng rồi đấy, uống đi. 100% trúng. Ui sao. Ui, rồi nằm ôm nhau 15 giây. Nào, đây, đây. Ok, ok. Nào, ôm. Ok, ôm. Ôm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Đó, đơn giản nhỉ. Ôi sao phải... Ôi! Như ý! Không có đi à? Không có! Em vừa làm rồi đây! Em... Cái này cũng nhiều lắm đấy! Liệu? Tỷ số là 3 đều... Đóng lắm rồi đấy! Ơ, chúng ta đang bằng nhau luôn đấy! Đều còn 5 mạng đấy! Anh có 2 cốc rượu đúng không? 2 cốc rượu! 2 cái đe! Chết rồi! Không nhìn thấy gì nữa rồi! Ôi giời. Khôn gáy đối phương. Anh biết là em sẽ làm mà. Để gáy lên đi. Ồ ồ ồ. Không sao, có cái đen vẫn có thể cứu sống mình một lần nữa. Thơm vào cái đối phương trong 10 giây. Cảm ơn anh. Nào. Đếm nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Vẫn còn cái đe. Anh hết đe rồi đúng không? Hôn chân đối phương trong 15 giây. Em bước lên, chỉ bước lên vội thế. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Nhưng mà anh không uống rượu đâu. Đó. Bao nhiêu giây, bao nhiêu giây? 15. 15 giây. 15 giây đúng không? Nào. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ rồi. Anh ơi thôi. Yeah. Bế nhau quay 5 vòng. Bế nhau quay 5 vòng thì anh được. Không, ý là anh bế em hay em bế anh? Tất nhiên là anh sẽ bế em được. Ok. Anh làm được đúng không? Anh làm được. 1. Anh sẽ 5 vòng đúng không? Ừ. Ok, 1. Ui. Ok, 1, 2, 3, 1, 5, ok, từ, ok. Chết rồi. Bây giờ mới căng này. Chết rồi. Đã say thì chở anh còn quay em cho 5 vòng. Bây giờ mới căng này. Trời ơi, đấy là tâm địa đấy anh ơi. Ôi nhưng mà hôm nay anh nấu thịt ngon, ok. Ok, là đây, mai chia sẻ với em phương thức nhá.
mẹ ơi, cái cốc này cốc rượu mà. Đe lên bà, đe đi. Ôi đồ, uống nước lọc đi. Ngon, ngon. Anh càng ngậm nó càng say. Đúng không? Phải đâu, cái này là sự thù hận. Anh phải để y vị trí cũ. Mất phong thủy của em. Rồi, ok. Ôi trời ơi. Em ơi, nó lại là cốc rượu tiếp đây. Chạy đổi uống cốc bia chứ được không? Không. Ôi chú chóa ma ơi, nó ngon năm sao ta. Ủa ôi, uống như nước cam ngon. Đâu cái này có vẻ cân não nhỉ. Chúng ta đều còn một ly. Đây là hai để anh hứng nhá. Đây ok, anh sẽ bỏ kính ra để anh chơi với em. Ôi trời ơi. Ôi biết thầy mình bỏ kính từ đầu luôn, nó phải xong rồi không? Dành nhiều tình cảm cho Hiếu, nên khi nhìn những hình ảnh thân mật của Hiếu và Hà, Hồng đã rất buồn. Không biết liệu Hồng có giữ vững lập trường về tình cảm dành cho Hiếu hay sẽ có sự thay đổi. Cùng theo dõi ở tập tiếp theo của chương trình Du lịch Kép Đôi.